ở Việt Nam không có chỗ cho những hoạt động tôn giáo trá hình. Đã từ lâu, vấn đề tôn giáo là một trong số mục tiêu chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động. Họ thường căn cứ vào việc chính quyền, cơ quan chức năng của Việt Nam xử lý các cá nhân, tổ chức tôn giáo, vi phạm hành chính trên các lĩnh vực hay vi phạm trong các hoạt động tôn giáo, để thông qua một vài trang mạng thiếu thiện chí ở hải ngoại, lưu loa, tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo rằng ở Việt Nam không có tự do tôn giáo, chính quyền Việt Nam hạn chế, thậm chí đàn áp tôn giáo. Mới đây, trang Bàn tròn đa tôn giáo Việt Nam phát video trực tiếp với nội dung xuyên tạc, nói xấu, vu cáo chính quyền Việt Nam đàn áp các tổ chức tôn giáo của người dân tộc thiểu số, ngăn cấm quyền tự do tôn giáo của người dân, bắt giữ trái pháp luật các nhà hoạt động chính trị. Chúng ta chẳng lạ gì cái điệp khúc đã cũ mềm này. Bình luận về luận điệu xuyên tạc của trang Facebook nói trên, bạn đọc Đức Minh đưa ra hai dẫn chứng khẳng định. Dù bằng luận điệu, chiêu thức gì, tinh vi, biến ảo đến đâu đi chăng nữa, họ cũng không thể phủ nhận được sự thật, không thể đánh lừa được dư luận rằng. Thứ nhất, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của người dân là quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định, bảo đảm tự do tôn giáo và công tác tôn giáo là vấn đề chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt. Thực hiện tốt chính sách tôn giáo, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những nhân tố quan trọng bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định, tập trung, hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, có những chính sách đặc thù giải quyết khó khăn cho đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc. Tại khoản 1, điều 24, Hiến pháp năm 2013 quy định, mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. Cùng với đó, chính phủ Việt Nam cũng ban hành các nghị định và nhiều văn bản luật nhằm tạo khuôn khổ pháp lý để bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Đi đôi với hoàn thiện hệ thống pháp luật, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng tôn giáo của người dân nói chung và của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam nói riêng luôn được nhà nước tôn trọng, bảo đảm trên thực tế. Năm 2021, Việt Nam có 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân với khoảng 27 triệu tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau. Chính phủ Việt Nam đã có nhiều chính sách nhằm bảo đảm hoạt động bình thường về tín ngưỡng tôn giáo của người dân nói chung và của đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Dù có đức tin, hệ thống giáo lý và giáo luật khác nhau, nhưng các tôn giáo ở Việt Nam đều có chung điểm tương đồng, đó là luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Theo phương châm sống, tốt đời, đẹp đạo, thực tiễn đã khẳng định đồng bào các tôn giáo luôn là một bộ phận không thể tách rời trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đồng bào các tôn giáo nói chung và cộng đồng tôn giáo của người dân tộc thiểu số nói riêng đã có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, huy động nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Thứ hai, các tổ chức tôn giáo, các nhà hoạt động chính trị mà trang Bàn tròn đa tôn giáo Việt Nam đề cập đến trong video nói trên. Thực chất, đó là những cá nhân, tổ chức, hội nhóm tôn giáo trá hình, hoạt động trái pháp luật, lợi dụng tôn giáo để gây rối an ninh trật tự, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Lợi dụng tôn giáo để gây rối an ninh trật tự, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Các tổ chức, hội nhóm này thường xuyên kích động tư tưởng ly khai, chia rẽ nội bộ các tôn giáo, phá hoại sự ổn định khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động các hoạt động gây phức tạp về an ninh trật tự, móc nối với các tổ chức phản động bên ngoài nhằm mục đích chính trị. Mang danh nghĩa tôn giáo, các tổ chức hội nhóm trái pháp luật luôn tận dụng mọi cơ hội để có thể quốc tế hóa, chính trị hóa những vấn đề trong nước nhằm thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế, từ đó gây sức ép với chính quyền. Chưa dừng ở đó, các cá nhân, tổ chức, hội, nhóm này còn mưu toan tập hợp lực lượng, quy tụ những phần tử cực đoan trong các tôn giáo, xây dựng, tổ chức, hình thành các cơ sở mạng lưới để khi cần là có ngay lực lượng. Như vậy có thể thấy mục đích của các cá nhân, tổ chức, hội nhóm này không gì khác là thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch nhằm chống phá Việt Nam. Việc các cơ quan của chính quyền tiến hành các biện pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý đối với những hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức, hội nhóm nói trên là việc làm bình thường. Việt Nam không bắt giữ các nhà hoạt động chính trị trái pháp luật. Những trường hợp mà trang Bàn tròn đa tôn giáo Việt Nam đề cập đến, thực chất đó là các công dân đã vi phạm pháp luật. Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã áp dụng các biện pháp xử lý theo đúng trình tự, thủ tục, tố tụng hình sự, xét xử đúng người, đúng tội, thể hiện tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật. Ở Việt Nam, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
tất cả những ai lợi dụng tôn giáo để gây mất ổn định xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá đảng, nhà nước là vi phạm pháp luật Việt Nam và họ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật. Cũng như các quyền tự do khác của công dân, việc thực hiện quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam đều phải trong khuôn khổ hiến pháp, pháp luật, tôn trọng và bảo đảm tự do tôn giáo, nhưng pháp luật Việt Nam cũng nghiêm cấm các hoạt động lợi dụng tự do tôn giáo để xuyên tạc, chống phá, xâm phạm quyền lợi ích của Đảng, nhà nước và các tổ chức cá nhân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ các tôn giáo. Mỗi tổ chức tín đồ tôn giáo còn phải thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, không tôn giáo, tín đồ tôn giáo nào được phép đứng ngoài hoặc đứng trên pháp luật và lợi ích quốc gia, dân tộc. Cũng như các quốc gia trên thế giới, mọi hoạt động tôn giáo ở Việt Nam đều cần phải có sự quản lý của chính quyền. Mục đích của việc làm này là nhằm tôn trọng và bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của người dân. Ở Việt Nam, không có chỗ cho những hoạt động tôn giáo trá hình, lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật.